Thưa quý vị, tin lời thầy phép online có cách làm cho tiền của mình tăng thêm. Người phụ nữ tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bị chiếm đoạt gần 60 triệu đồng. Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Hoàng Thị Ngọc Anh trú tại thành phố Bà Rịa tìm đọc trên mạng các hình thức lừa đảo, sau đó liên hệ với một người bạn tên Mỹ, tên đã thay đổi với nội dung là có quen một người thầy trên mạng, chỉ cần chuyển tiền cho thầy làm phép thì số tiền sẽ tăng lên. Do nhẹ dạ nên chị Mỹ đã nhiều lần chuyển khoản cho Ngọc Anh với tổng số tiền hơn 57 triệu đồng. Sau nhiều lần chuyển tiền nhưng chưa thấy nhận được tiền, chị Mỹ đã đến cơ quan công an tố giác hành vi của Ngọc Anh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.